Black Widow là tên gọi chỉ chung một chi nhện có đến 34 loài khác nhau, có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Trong đó con Latrodetus elegans mà mình đang nuôi là một trong những con có phân bố rất rộng trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Những ghi chép ban đầu của nó có mặt từ tận những năm 1898 tại Myanmar. Tuy vậy, những nghiên cứu sâu hơn về loài này chỉ thực sự bắt đầu vào những năm 2009-2010 và đến năm 2015 thì người ta chính thức xác nhận sự có mặt của nó ở Đông Dương. Các loài Black Widow khác nhau sẽ có những đặc điểm nhận dạng khác nhau. Ví dụ như một con rất khét tiếng ở Mỹ là Latrodetus hesperus thì con này lại có chiếc đồng hồ cát màu đỏ ở dưới phần bụng, hoặc như con Latrodetus haselti ở Úc thì lại có một vạch đỏ tựa như khe nước ở ngay phần bụng ở phía trên. Với sự phân bố rộng khắp như vậy thì trước khi chúng ta đưa ra nhận định về một loài, như mình đã nói thì cần phải có sự tìm hiểu thật kỹ. Đừng đưa ra nhận định theo cảm tính và cho rằng các bạn yêu thiên nhiên, ai cũng có nỗi sợ cho riêng mình. Như bản thân mình cực kỳ sợ những loài có lông vũ, nhưng mà mình không hề ghét chúng và để sự thù ghét che mờ đi thực tế về chúng. Yêu thiên nhiên thì yêu, chứ cái gì đúng thì mình phải theo. À mà loài Black Widow có một tập tính sinh sản cực kỳ thú vị mà clip sau mình sẽ nói kỹ hơn nhé.